Trước cơ hội trả thù những kẻ hãm hại, Lưu Đức Hòa đã làm điều khiến nhiều người khâm phục. Lưu Đức Hòa sinh năm 1961 tại Hồng Kông, là một diễn viên, ca sĩ, nhà sản xuất phim nổi tiếng. Bắt đầu sự nghiệp từ năm 1982, cho đến nay tài tử được coi là diễn viên thành công nhất của điện ảnh Hồng Kông, là một trong tứ đại thiên vương của làng giải trí Hoa ngữ. Nhiều năm qua đi, khi những thiên vương xưa tìm cho mình một nơi trốn nghỉ ngơi thì Lưu Đức Hòa vẫn bền bỉ với các kế hoạch sự nghiệp. Nhiều người nói rằng ở Lưu Đức Hòa có một màu sắc thanh xuân dù anh bao nhiêu tuổi đi chăng nữa. Fan của Lưu Đức Hòa nói rằng, nếu được chọn một bài hát để nói về anh thì có lẽ đó là bài Mộc Ngư và Kim Ngư. Trong đó, Mộc Ngư, cá gỗ, là tín ngưỡng mà cả đời Lưu Đức Hòa theo đuổi, đạo Phật. Còn Kim Ngư, cá vàng, chính là cuộc sống nhộn nhịp, hào hoa của Lưu Đức Hòa. Theo tờ Tu Tia O, để có được vị thế như hiện nay, Lưu Đức Hòa đã phải trải qua nhiều cay đắng. Khi mới nổi tiếng, Thiên Vương Hồng Kông không ít lần chịu cảnh bị hành hung, bị quỵt tiền, phải bỏ chạy về quê nhà. Tài năng, danh tiếng giúp Lưu Đức Hòa đứng trên đỉnh vinh quang nhưng cũng là nguyên nhân khiến anh gặp phải không ít bất hạnh, trong đó phải kể tới việc bị nhóm xã hội Hắc Bang Hội dòm ngó. Đầu tiên, Hắc Bang Hội mời Lưu Đức Hòa đóng phim do chúng đầu tư. Khi Lưu Đức Hòa từ chối, chúng mang súng tới công ty đe dọa nam diễn viên này và người quản lý. Hắc Bang Hội tuyên bố sẽ làm hại người thân của Lưu Đức Hòa cũng như bạn gái của anh. Không còn sự lựa chọn, Lưu Đức Hòa đành chấp nhận đóng những bộ phim mì ăn liền của Hắc Bang Hội. Thậm chí, anh còn phải đóng những bộ phim có nội dung phản động, chống lại chính quyền đại lục và đóng cả phim cấp 3 rẻ tiền. Năm 2000, Lưu Đức Hòa thành công lớn tại châu Á, quyết định mở rộng sự nghiệp ở đại lục. Anh nhận được lời mời hợp tác từ Lưu Dũng, tay anh chị có tiếng ở Thẩm Dương. Lưu Đức Hòa sẽ nhận được 3 triệu nhân dân tệ, gần nửa triệu đô la Mỹ, nếu hoàn thành tác phẩm. Nhưng không ngờ, sau khi anh làm tròn trách nhiệm của mình lại bị lật kèo. Lưu Dũng năm đó chửi bới lấy cớ Lưu Đức Hòa làm sai ý anh ta nên không trả thù lao. Thậm chí, tên này cho người tấn công, đánh anh đến mức thâm tím mặt mày, đa chấn thương. Tờ Tu Tia O cho biết, người trong giới đều biết Lưu Dũng chỉ chuyển cho Lưu Đức Hòa một nửa số tiền thù lao. Giai đoạn đầu đóng phim ở đại lục là quãng thời gian không hề thuận lợi đối với tôi, Lưu Đức Hòa trải lòng. Khoảng thời gian ấy có lẽ là giai đoạn khó quên nhất trong cuộc đời của Lưu Đức Hòa. Chia sẻ về những ngày này, Lưu Đức Hòa cho biết, mỗi ngày tôi thường sống trong sự oán trách. Tôi trách người, trách đời, trách mình. Tôi hận những kẻ khống chế cuộc sống của tôi. Cuộc sống của một người trong làng giải trí có lẽ chưa từng là dễ dàng và với người nổi tiếng như Lưu Đức Hòa cũng vậy. Thoát khỏi sự khống chế của xã hội đen, Lưu Đức Hòa tiếp tục đối diện với thị phi, sự chèn ép, cạnh tranh, thủ đoạn trong làng giải trí. Mặc dù chưa từng tiết lộ nhưng theo truyền thông Hồng Kông, Lưu Đức Hòa từng bị đối thủ hạ độc trước giờ biểu diễn. Thậm chí cả chuyện yêu đương của Lưu Đức Hòa cũng từng bị thêu dệt lên những câu chuyện mà có lẽ chỉ tiểu nhân mới có thể nghĩ đến. Sau này, khi chia sẻ về những ngày tăm tối đó, Lưu Đức Hòa cho biết có lúc anh đã trở nên điên loạn muốn trả thù tất cả, muốn trả lại những gì mà kẻ xấu đã gieo tới cuộc đời anh. Nhưng may thay, Lưu Đức Hòa đã lựa chọn cho mình một đời an tĩnh. Nhiều năm trở lại đây, làng giải trí Hoa ngữ đều biết rằng Lưu Đức Hòa là tín đồ thành kính Phật giáo. Anh đã quy y Phật và là đệ tử của Hòa thượng Diệu Liên chùa Linh Nham tại Đài Loan. Pháp danh của anh là Huệ Quả. Thậm chí, trên các show diễn của mình, Lưu Đức Hòa cũng có không ít những tác phẩm mang màu sắc Phật giáo. Chia sẻ về cuộc đời mình, Lưu Đức Hòa cho biết từ nhỏ anh đã được tiếp xúc với Phật giáo vì cha mẹ đều tín ngưỡng đạo Phật. Từ nhỏ, cha mẹ anh đã luôn răn dạy sống từ tâm, bất sân si cuộc đời. Tuy nhiên, ngày ấy với Lưu Đức Hòa chưa có nhiều trải nghiệm cuộc đời dù hiểu nhưng chưa từng thấu triệt. Sau này, khi cuộc đời đi qua những ngã rẽ, Lưu Đức Hòa mới nhận ra hết những triết lý của đạo Phật. Chia sẻ về cơ duyên của mình, Lưu Đức Hào cho biết trong quá trình đóng các bộ phim về Thiếu Lâm Tự, anh có cơ hội tiếp xúc, quen biết với nhiều cao tăng, đại đức ở Hồng Kông và Đài Loan. Và duyên phận đã cho anh gặp lão Hòa thượng Diệu Liên ở chùa Linh Nham Sơn, Đài Loan. Với Lưu Đức Hòa đây là cái duyên trời định. Sau những bài giảng về Phật Pháp, Lưu Đức Hòa nhận ra rằng nếu dùng cái ác để chống lại cái ác thì tâm hồn sẽ mãi mãi không thể nào thoải mái. Chính vì thế, anh nhận ra khi thân tâm an lạc thì mọi phiền não sẽ tiêu tan. Khi lòng tĩnh lặng thì bản thân sẽ luôn mát mẻ, tự tại. Chính điều này đã khiến Lưu Đức Hòa trở thành một đệ tử Phật với pháp danh là Huệ Quả. Vào ngày quy y, Lưu Đức Hòa hỏi sư phụ Diệu Liên, con có thể xuất gia không ạ? Lão Hòa thượng nói, chúng ta tin Phật học Phật, phải hiểu lẽ duyên sinh duyên diệt, vạn sự đều tùy nhân duyên mà biến đổi, tất cả phải xem duyên phận của con thế nào. Lưu Đức Hòa cho biết, con người phải trải qua những khổ nạn mới hiểu được rằng trong cuộc sống phải chấp nhận những điều không như ý muốn. Anh chia sẻ, học Phật rồi sẽ dễ dàng chấp nhận những chuyện không như ý. Sư phụ tôi thường nói, đối với tất cả mọi việc,
Hãy nghĩ đến mặt tích cực của chúng, nhẫn một chút là sẽ vượt qua hết. Những việc đã nhất định phải làm, hà cớ gì chúng ta không làm chúng với tâm hoan hỉ. Mọi người đều vui vẻ chẳng phải là tốt hay sao? Hãy cố gắng hết sức để chấp nhận, nhẫn nhịn và bao dung. Nếu làm tất cả mọi việc với tâm hoan hỉ, con sẽ có thể làm tốt hơn, mà thân tâm cũng được an lạc. Bản thân tôi thấy mình đối nhân xử thế khoan dung, độ lượng hơn so với trước đây, nhân sinh quan cũng đã trở nên rộng rãi, phóng khoáng. Do bản thân hiểu biết về nghĩa lý Phật giáo còn cạn cợt, tôi không thể đi thuyết giảng Phật Pháp, chỉ có tự mình nỗ lực thực hành, năng làm sự nghiệp từ thiện. Sư phụ thường khai thị cho tôi rằng, chưa thành Phật đạo, hãy kết nhân duyên trước. Chỉ cần dùng tâm từ bi của con nói ra những lời tốt lành, giúp người khác hướng thiện, nhìn thấy người khác làm việc tốt, khởi lòng tùy hỷ, tán thán, giúp cho người khác thành tựu, đó chính là tu phước. Con nên dùng tiền hoặc sức lực của mình giúp đỡ những người nghèo khổ, đói rách, để có thể rộng kết thiện duyên. Là một nghệ nhân, con hãy dùng thân phận của mình đi hoằng dương điều lành, khuyên nhiều người hơn nữa mở lòng yêu thương, tham gia vào các hoạt động từ thiện. Trong một lần trả lời phỏng vấn truyền thông về những chuyện cũ đã qua, phóng viên đã đặt câu hỏi khá hóc búa nhưng câu trả lời của Lưu Đức Hoa lại khiến nhiều người phải suy ngẫm. Phóng viên hỏi Lưu Đức Hoa rằng, ở vị thế hiện tại, anh dễ dàng có thể trả thù những kẻ trước đây gây khó dễ cho anh, vậy tại sao anh lại không làm? Và câu trả lời của Lưu Đức Hoa khiến nhiều người bất ngờ. Trước khi quy y, tôi rất hay oán trách, việc gì cũng phải làm cho ra lẽ. Sau khi quy y, tôi đã biết bằng lòng với hiện thực, tuy chưa đạt đến mức vô cầu, nhưng cũng không còn bị ảnh hưởng bởi những chuyện bất như ý nữa. Tâm tôi bình lặng hơn trước rất nhiều. Lúc chưa học Phật, tôi toàn đứng trên lập trường của bản thân để nhìn nhận vấn đề, việc gì không tốt đều trách người, trách mình, không buông xả được. Giờ thì đã đỡ hơn, tôi biết bao dung, biết độ lượng, nhờ đó thấy lòng nhẹ nhàng hơn, không còn nặng nề như xưa nữa. Trong đợt tuyên truyền cho Tân Thiếu Lâm Tự vào năm 2010, phóng viên có hỏi Lưu Đức Hoa, Tân Thiếu Lâm Tự có phần nói về sự phản bội. Đã bao giờ anh trải nghiệm điều này ngoài đời? Nam diễn viên cho biết, trước đây, tôi từng bị nhiều người lừa dối, phản bội. Tuy nhiên, tôi không hề thấy oán trách mà coi đây chính là cuộc sống. Có lẽ kiếp trước tôi đã nợ những người đó và tôi sẽ phải trả nợ họ trong kiếp này. Không có lựa chọn nào khác cả. Còn khi được hỏi về sự cạnh tranh mưu cầu thắng thua ở ngoài đời, Lưu Đức Hoa chỉ vui vẻ nói rằng, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc thắng hay bại. Tôi làm việc chăm chỉ không để giành chiến thắng, có lẽ chỉ là vì tôi không muốn thua. Bạn khó có thể biết đâu là thắng hay thua. Dường như ta chỉ biết được điều này trong ngày cuối cùng của cuộc đời. Ha ha ha, 问什么的说呵。